Cô chào em, ở video này cô Trang Anh sẽ giúp em tìm hiểu phần mệnh đề chặng ngược thời gian và giúp em có thể làm đúng được dạng bài về mệnh đề chặng ngược thời gian trong đề thi. Em thân mến, với phần mệnh đề chặng ngược thời gian thì em có thể nhớ cho câu như sau này. Mệnh đề chặng ngược thời gian là sẽ có mặt của những cái từ này. Chợ một loạt những cái từ trong bảng này và kết hợp đằng sau nó sẽ là chủ ngữ và động từ. Nhớ, bạn sẽ phải nhớ cho cô được những cái từ sau. Với cái từ là once nghĩa là một khi, với từ when nghĩa là khi, với anh là as soon nghĩa là ngay khi, với từ while nghĩa là trong khi, by the time nghĩa là tính cho tới lúc, với từ as nghĩa là khi, trợ từ since nghĩa là từ khi, before là trước khi, after là sau khi, cứ có từ till hoặc là until nghĩa là cho tới khi, trợ just at nghĩa là ngay khi, whenever bất cứ khi nào. Chợ và cái cặp đó là cặp no sooner than và hardly hoặc scarcely đi với when. Bạn có thể chỉ cần nhớ cho cô được đó là mệnh đề chặng ngữ thời gian của chúng ta bắt đầu bằng những cái từ sau. Đúng không ạ? Cộng theo sau đó một cặp chủ vị. Nó sẽ là mệnh đề chặng ngữ thời gian. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn em cái cách làm cái dạng bài mệnh đề chặng ngữ chỉ thời gian này. Nhớ em nhớ sao rồi. Khi mà em làm cái dạng bài về mệnh đề chặng ngữ chỉ thời gian thì em sẽ phải quan tâm cho cô tới hai phần. Chợ phần thứ nhất đó là hãy quan tâm cho cô về cái sự phối thì trong cái mệnh đề chặng ngữ thời gian và mệnh đề chính. Quan tâm thứ hai là quan tâm về ngữ nghĩa. Sau khi em xét xong sự phối thì rồi thì em sẽ xét đến ngữ nghĩa của câu. Chỉ cần áp dụng hai cái này là chúng ta có thể làm đúng được. Vậy thì với cái câu số 1 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ will. Anh này cô sẽ là đang chia thì tương lai. Đúng ạ. Vậy theo cái nguyên tắc đó là nếu như cái mệnh đề chính mà chia thì tương lai thì cái mệnh đề chặng ngữ thời gian của chúng ta sẽ không thể chia thì quá khứ được. Đấy là nguyên tắc về sự phối thì nhá. Nếu như mệnh đề có một cái mệnh đề mà chia thì tương lai thì cái mệnh đề chặng ngữ thời gian chỉ có thể chia thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành mà thôi. Vậy thì cô sẽ bỏ ý A với thì quá khứ đơn. Cô bỏ ý C với thì quá khứ hoàn thành. Chờ cô bỏ ý D với thì quá khứ tiếp diễn. Cô đã khoanh được câu này là ý B rồi. Nếu như sau khi chúng ta áp dụng cái nguyên tắc về sự phối thì mà mình ra được đáp án rồi thì mình sẽ không cần phải xét về mặt ngữ nghĩa nữa. Tiếp tục với câu số 2. Với câu số 2 cũng sẽ căn cứ cho cô động từ này đang chia thì tương lai. Theo cái nguyên tắc về sự phối thì có một mệnh đề chia tương lai thì mệnh đề kia không thể chia quá khứ được. Ý A với thì quá khứ tiếp diễn cô bỏ. Ý B với thì quá khứ hoàn thành bỏ. Ý D với thì quá khứ đơn bỏ. Vậy cô sẽ chọn được câu này là ý C. Câu số 1 và câu số 2 được trích ra từ mã đề 401 và mã đề 403 trong đề thi của 2021, đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Rồi với cái câu số 3 cũng tương tự như vậy. Nhờ cái câu số 3 thì được trích ra từ trong cái đề minh họa 2022. Với cái câu số 3 bạn cũng sẽ căn cứ cho câu mệnh đề này chia thì tương lai. Vậy nếu một mệnh đề chia tương lai thì mệnh đề chặng ngữ thời gian không thể chia thì quá khứ được. Câu bỏ ý A với thì quá khứ thành. Câu bỏ ý B với thì quá khứ đơn. Câu bỏ ý D với thì quá khứ tiếp diễn. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 3 là ý C. Với cái câu số 4 được trích ra từ trong đề thi của năm 2020 thì cô sẽ có như rồi. Với cái câu số 4 cô cũng có một mệnh đề chia tương lai, đúng không ạ? Mệnh đề này của cô sẽ không thể chia quá khứ được. Cô bỏ ý B với thì quá khứ đơn. Chờ cô bỏ ý D với thì quá khứ hoàn thành. Chờ bây giờ cô sẽ có ý A là hiện tại đơn, ý C là hiện tại hoàn thành, đều đảm bảo thỏa mãn về mặt sự phối thì. Vậy thì sau khi mà xét sự phối thì xong rồi thì cô sẽ xét về mặt ngữ nghĩa của nó. Nếu cô dịch ra rồi, ông Brown sẽ làm việc ở cái ngôi trường này được 35, ngay khi ông ấy nghỉ hưu. Thế còn ý B, ý A cô dịch là vào lúc mà ông ấy, dịch là bà Brown sẽ làm việc ở trong cái ngôi trường này được 35. Ý C cô là ngay khi bà ấy nghỉ hưu, thế còn D là vào lúc mà bà ấy nghỉ hưu. Vậy cô dịch là tính tới lúc mà bà ấy nghỉ hưu thì bà ấy sẽ làm việc trong ngôi trường này được 35. Vậy để xét về mặt ngữ nghĩa thì cô sẽ chọn được câu 4 là ý A em nhé.